Vâng, Asa xin kính chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay tiếp tục lên một số giò lan để bán cho các bác nhá. Lên nó bác hành số đầu tiên này. Cái cục gỗ này là nó hơi mục rồi các bác ạ. Nó có dấu hiệu mục rồi. Vẫn còn cứng lắm, chắc vẫn chơi được một năm. Có 4 ngọn cận báo nhá. 4 ngọn cận báo nhá. Cái này lá vàng này các bác này, lá vàng nhá. Cái này phơi nắng ấy, phơi nắng nhìn lá nó hơi vàng ấy. Mùa này mùa mưa nên cái giò này nó xanh lại. Đợt trước nên nhìn thấy nó vàng xấu lắm. Giờ nhìn thấy nó cũng đẹp. Có 4 ngọn đấy, 4 ngọn nha. Bán cho các bác giá là 170.000 nha các bác nha, cho hình số đầu tiên nha. 170.000 nha. 170.000 nha các bác nha. 170.000 cho hình số đầu tiên cẩn báo. Nói về cái dòng cẩn báo này thì hoa nó bền lắm, hoa nó phải được hơn tháng. Do là nó có một cái mùi hoa rất là thơm nữa. Mùi hoa của nó thơm nó phát rất là xa luôn. Mình đứng cách xa nhưng mà vẫn thấy cái hoa của nó nhá. Hình số 2 này. Một cái giò hoàn đảo ý ngọc nhá. Có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, 7 ngọn. Bán cho các bác giá là 120.000 nha các bác nha. 120.000 nha. 120.000 cho hình số 2 hoàn thảo ý ngọc ạ. 120.000. Hình số tiếp theo, đây là hoàn thảo kèn Lai Châu các bác ạ. Hoàn thảo kèn Lai Châu nha. Có 2 ngọn thôi. Đây, cái lá của nó sẽ bị sâu nó ăn này. Rách rách này, các bác nhìn thấy rách rách này. Nhưng mà thân lá của nó cũng rất là đẹp này. Hai thân thế này bán cho các bác giá là 250 nhá các bác nhá. 250 thôi. 250 nha. Tính ra một thân nó có trăm mấy. Quá rẻ. 250.000 nhá, không bao ship nhá. 250 không bao ship nhá. Rồi. Nó cũng ngắn ngắn thôi, nó cũng ngắn thôi nhá. Và cái này là nguyên một rề của nó luôn. Một rề hai ngọn. 250 nha, cho hai ngọn nha. Cho hình số 3. Hình số 4 này. Một giò kiều diệp, cái loại lan cực kỳ hiếm luôn. Ít có. Cái dòng này là em cũng lấy về lâu rồi. Sau là em trồng, em trồng vào cái cục dưới như thế này nhá. Bây giờ nó đang chạy dế các bác ạ, đang chạy dế nha. Gửi cho các bác có thể lung lai nhá các bác nha. Gửi cho các bác có thể lung lai nhưng mà bây giờ nó đang bán dế. Đây. À, nó cũng bán dế vào giờ cục dớn rồi. Cái giò này thì 14 thân có lá nha. Bán cho các bác giá là 350 nha. Em bán thế thôi, nếu bác nào mua được thì mua, không mua được thì em cũng để chơi thôi. Vì dòng này cực kỳ hiếm luôn. Cực kỳ ít. Nói chung là ở một số nhà vườn chắc là họ gieo vườn họ vẫn gieo được. Nhưng mà họ gieo ra họ vẫn bán đắt nha các bác nha. Còn cái này là hạt chuẩn rừng. Bán có 350 thôi. Đó, nó rơi vào mười mấy ngọn đấy. 350 nhá, cho hình số 4 ạ. Hình số 5. Một giò siêu đẹp nhá các bác nhá. Một giò siêu hoa nhá. Đời, hoa quá nhiều luôn đây. Các bác thấy chưa? Siêu hoa nha, hoa rất là nhiều luôn. Hoa nó đỏ chót kiểu này này các bác này. Cũng sắp nở rồi. À, mấy bác ở xa thì có khi phải để tầm 3 ngày nữa để cho hoa nó to một tí mới gửi được. Còn tầm này hoa gửi đi thì nó hoa nó trái hoa mất đấy các bác ạ. Hoa nó trái hoa nha. Bác nào mua, bác nào ở xa mua thì bọn em để lại tầm 3-4 hôm em mới gửi cho nhá. Giò này thì quá nhiều hoa luôn. Giò này lại to nữa. Bán cho các bác giá là 400.000 nhá các bác nhá. 400.000 nhá, không bao ship ạ. Đây, hoa rất là nhiều luôn. Về chơi hoa thì mùa này mua thì quá ok. Cái dòng này thì thường thường là hoa nó bé quá vì nó cháy hoa. Nếu các bác để to một tí ấy, về tới chỗ các bác là nó nở luôn. Là mình chơi luôn chứ không lo hỏng hoa nữa nhá. Vì cái hoa này vẫn còn bé mà, bé thế này sợ nó hay cháy thôi. Cháy lá thôi, hơi cháy hoa thôi. 400.000 nha,
Cho hình số 5 ạ. À. Cho hình số 5 nhá các bác nhá. 400.000 cho hình số 5 nhá. Một cái giò hoàn thảo tam bảo sắc nhá. Một cái giò hoàn thảo tam bảo sắc siêu hoa nhá các bác nhá, cho hình số 5 nhá. Hình số 6 này. Một cái giò hoàn thảo hương văn ly, các bác thấy chưa? Dòng này đỏ đỏ nhưng mà gọi tên nó lại khác nhau các bác ạ. Nó có lấn cả đây, nó lấn cả hoàn thảo tam bảo sắc này, đang có nụ hoa, đang có một bông hoa này. Và cái này thì chưa thấy gì nhá, cái này thì hoa rất là thơm luôn. Hoàn thảo hương văn ly thì nói chung là hoa thơm. Cái này thì em bán cho các bác giá là 100.000 nhá các bác nhá, 100.000 thôi. 100.000 bán cho các bác về siêu tần nhá. 100.000 cho hình số 6 ạ. Hình số 7 này. Một giò lông tu đá sinh hồ ạ. Hôm qua có bác hỏi là bảo để lại nhưng mà chẳng thấy alo lại nhá. Thôi hôm nay em quay tiếp cho các bác nhá. Có 1 thân. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Được 18 mầm gốc nhá, tương đương với 18 thân hoa các bác ạ, tương đương với 18 thân hoa nhá. Loại này thì nói chung là hoa rất là đẹp. Vì loại này thì em thích nhất là cái loại hoa này này. Loại hoa này này. Nó tím tím, sau là ở trong nó lại vàng, một mùa hoa rất là đẹp luôn. Bông nó cũng to. Nhìn thực tế thì mình rất là phê luôn, mình rất là mê cái loại hoa này này. Hình số 7 nha, bán trong mắt giá là 300.000 nha các bác ạ, 300.000 nha. 300.000 cho hình số 7 ạ. Hình số 8 nha. Lên đó một giò hạt ví tay bát siêu đẹp nha các bác nhá, siêu đẹp nha. Cái này thì nói chung là rất là đẹp luôn. Đây có con trùng nó chết trên này này. Có trùng nó chết trên ấy. Một giò hạt ví siêu đẹp như thế này nhá, bán trong mắt giá là 200.000 nhá. Hôm nay không đến thân nữa. Đến thân nhiều lần rồi các bác chả mua kìa. 200.000. Không thể xuống được các bác ạ, vì 200.000 là giá hết cớ rồi, không thể xuống được nữa. Đó, xuống nữa thì cái giò này thì xuống nữa thì rẻ quá. Xuống trăm dưới này thì quá rẻ. Thôi 200.000 nhá. Bác nào mua thì để cho mà để bác nào mua thì em bao ship đàng hoàng. 240.000 bao ship đàng hoàng thôi nhá. 240.000 bao ship luôn. Bao ship đến tận nhà luôn. Cái dòng này là cực kỳ say hoa nhá. Hoa nó trắng hồng rồi. Nó rất là say hoa luôn. Hình số tiếp theo này. Hình số 8 nha các bác nhá. Hình số 8 nha. Dáng hương tam bảo sắc, một rừng lan hoa rất là thơm luôn. Hoa nó cũng là trắng hồng trắng tím thôi. Có năng ngọn, bán cho các bác giá là 230.000 nha, 230.000 nha. Hôm nay xuống một chút thôi. Xuống một chút thôi nha các bác nhá. Xuống nhiều quá các bác, có nhiều bác nó cứ mình cả xuống lại cả ép giá ấy. Em cũng khó chịu vì thật ra hàng rừng bây giờ rất là hiến luôn. Tiền thì các bác có thể có 1 triệu các bác tiêu phát hết trong hôm nay. Có những bác có tiêu tầm 5-6 triệu trở lên ý. Có một giò lan này có 250 thôi. Các bác dình cho 200.000, 250 mua cái giò lan. Các bác biết chan á, các bác sẽ ở cái giò lan này sẽ ở với các bác cả đời, cả cuộc đời của mình luôn. Còn bác nào không biết chan thì chết, đấy là do số của mình thôi. Chứ cái giò lan này nó biết thuần, biết chăm sóc, biết cái chăm sóc thì nó sẽ sống mãi mãi. Chứ các bác tiên gì có 200, hơn 200 thôi. Còn thường thường người ta, cái giò to này người ta lấy tầm 40.000. Hoặc đấy 60.000 hoặc 70.000 tiền xích thôi. Chứ cũng không đắt. Em nói chung là cũng không đắt nhá. Vì nếu các bác giả cho các bác mấy chục để các bác vận chuyển một giò lan thế này xuống các thành phố khác, có khi các bác không bao giờ dám nhận nhá. Bán trong mắt giá là 230.000 nhá, ở 200
230.000 nha, cho hình số 8 ạ. Là hoàn thảo tam màu ở dáng hương tam màu sắc nha. Lên nào, hình số tiếp theo hình số 9 ạ. Một giò hai đôi công nhá. Lá vàng này không sao nha các bác nhá. Lá vàng này do phin do nó được ăn nắng ấy nên có một số lá nó hơi vàng thôi. Rồi, các bác nhìn ở trên nó hơi xanh nhá. Loại cái dòng nào là các bác thấy nó xanh xanh quá vì có khi nó khó cho hoa đấy các bác ạ. Các bác cứ thử xem tất cả các loài hoa thì thường nó phải có nắng nó mới cho hoa được. Hình số 9 nhá, bán cho các bác giá là 250 ạ. Hai đôi công này không thể xuống giá được nữa các bác ạ, không thể xuống giá được nhá. Chậu đẹp mà. 250 nhá. Cho hình số 9 ạ. Hình số 10 nhá. Một cái dòng la hoàn phi đẹp vàng nhưng mà rất là lạ vì nó cho hoa trước rồi các bác ạ. Nó cho hoa trước. Đây, thân này thì nó đang sưng mát rất là nhiều luôn. Còn thân này cũng sưng này. Còn cái thân ở trên này này, các bác thấy cái nụ xích xanh chưa? Đấy, nó nở hoa rất là sớm luôn. Không biết vì sao ấy, nó phi đẹp vàng thường nó chưa ra hoa đâu. Và một số giò lan thì nó chưa thấy sưng, nhưng mà cái giò này này tự dưng là nó sưng hết rồi, không hiểu vì sao. Có 1 2 3 4 4 thân đang sưng nhá. Còn một thân thì hoa nó đã thò ra rồi. Đây, một mắt hoa của nó rơi vào 4 bông hoa này. Một mắt hoa của nó rơi vào 4 bông hoa này các bác này. Các bác thấy chưa? Đây là hình số 10 nhá. Một mắt hoa của nó rơi vào 4 bông hoa đấy. 4 bông hoa này này. Đấy, 4 cái quả nhỏ nhỏ chưa? Đây là hoa của nó đấy các bác ạ. Hoa nhá. Một cái giò dài nhá, dài to nhá. Dài to nhưng mà ít thân thôi. Có 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Cũng được 9 ngọn ạ. Rất là dài luôn. Cái này dài gần mét nha. Bán trong các giá là 300.000 nha các bạn nha. 300.000 cho hình số 10 ạ. 300.000 cho hình số 10 nha. Một giò phi đẹp vàng. Nở hoa cực kỳ sớm luôn. Nở hoa rất là sớm luôn nha. Nở hoa quá sớm luôn. Cho hình số 11 ạ. Cho hình số 11 nha các bác nha. Hình số cuối cùng này, hình số 12 nha. Một cái thân kèn lai châu ạ. Rồi, kèn lai châu nha. Có một cái quả thế này thì không cần phải bảo hành đâu các bác rồi, vì nó là chuẩn kèn lai châu. Cái quả của kèn lai châu thì các bác nhìn rất là bóng này. Vậy là nó tròn. Bán cho các bác giá là 200.000 nhá. 200.000 cho hình cuối cùng nha. Vâng, cuối video thì em xin chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe nha. Bác nào đang xem thì nhớ đăng ký kênh và bấm nút like thông báo để hôm nào em phát trực ở em lên video thì em đăng sớm nhất thì có thể sẽ thông báo đến cho các bác. Các bác có thể nhận sớm nhất và có thể vào xem vào chốt đơn, chốt được những giò lan mà mình yêu thích. Rồi, kèn rất là đẹp nha. Nó phải gần 25 rồi, 25 cm rồi. 25 cm nhá. 200.000 nhá, cho hình cuối cùng nhá các bác nhá.